Thưa quý vị và các bạn, vào đúng ngày này cách đây một năm về trước, ngày 1 tháng 8 năm 2021, chương trình phát thanh trực tiếp với tên gọi Kết nối 92,7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên chính thức phát sóng FM tần số 92,7 MHz. Đây là lần đầu tiên Đài Hưng Yên mở chương trình phát thanh trực tiếp hàng ngày có tương tác với thính giả. Qua một năm phát sóng, chương trình đã nhận được hàng nghìn cuộc gọi của thính giả mọi miền Tổ quốc để chia sẻ và lan tỏa những điều hay, cách đẹp vào chương trình, đồng thời đã giúp cho thính giả cả nước biết đến nhiều hơn về mảnh đất và con người Hưng Yên. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp Kết nối 92,7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Đây là câu dẫn quen thuộc với thính giả cả nước từ 8 giờ đến 10 giờ hàng ngày trên sóng radio của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Từ bỡ ngỡ của những buổi đầu tiên phát sóng, Kết nối 92,7 đã dần chiếm trọn tình cảm của nhiều thính giả đến từ mọi miền của đất nước. Qua những buổi nghe đài, chúng tôi lấy đài làm người bạn tâm giao, người bạn tâm tình. Sớm hôm đã giúp chúng tôi ở nhà nhưng được biết mọi nơi ở trong đất nước và trên thế giới. Điều đó làm chúng tôi rất vui mừng. Tôi cũng như nhiều khán giả trên cả ba miền đất nước Bắc Trung Nam có rất nhiều tình cảm gửi gắm đến nhà đài. Thật sự mà nói, chúng tôi rất hài lòng và mến mộ, nhất là chương trình Kết nối giao lưu cùng khán giả. Ngoài các thông tin thời sự trong nước và quốc tế được cập nhật liên tục để chuyển tới thính giả, điểm mới của chương trình Kết nối 92,7 là thính giả có thể gọi điện về số hotline của chương trình là 0363-089-089 vào các khung giờ từ 8 đến 10 giờ hàng ngày để kết nối trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện với người dẫn chương trình, cũng như được đáp ứng trực tiếp những bài hát mà thính giả yêu thích. Chính sự mới mẻ, hấp dẫn này đã làm cho chương trình Kết nối 92,7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên là chương trình được đông đảo thính giả cả nước đón nhận. Cái chương trình này rất là thiết thực, đưa cái tin tức trong và ngoài tỉnh thì luôn được cập nhật mới nhất, thông tin chính xác tuyệt đối, đáp ứng được cái nhu cầu của thính giả về các vấn đề mà họ quan tâm. Phát thanh viên thì diễn đạt rất là rõ ràng, rành mạch, dễ hiểu, có ngữ điệu, có cái sự tương tác giao lưu trực tiếp của thính giả đến từ mọi miền của Tổ quốc, chia sẻ các vấn đề trong cuộc sống. Chương trình rất là hay.